nay mình vô nhà chị Chính, mình xin củi về nhà để mình nấu đồ ăn. Bạn qua bánh, dòm đi qua, đi nào Tú? Đó, có cây cầu đi qua. À, mình đi theo bạn mình nha. Đó, các bạn thấy chưa? Mấy chị bạn của Tú rất là nhiệt tình. Wow! Đây! Nè, các bạn thấy lá này lá gì chưa? Lá mơ đó. Còn gọi là lá gì nữa? Còn gọi là lá thú địch. À, mình làm bánh rau mơ đó các bạn. Đó, mình nhìn dùng lá này mình sắc nhuyễn, thiệt nhuyễn. Mình đem xay với gạo. Gạo ngâm qua đêm nha. Rất là thơm, sẽ ra cái màu rất là đẹp. Đây. Cái này lá mơ tìm biết làm này không? Ngày nắng hả? Lá mít à, lá gì nước? Quá trời luôn nè các bạn. Đó. Thiên nhiên không nha. Đó. Đó, các bạn đi theo mình. Đây. Theo mình đó. Mấy chị này. Đó. Chị này chị gì ta cho Tú? Nhi không nhớ hả? Lâu quá đâu nhớ. Đi ăn có mùa à. Ăn có mùa nên đâu có nhớ hết là có ai. Đó. Chị Chính, chị Tiền. Nhi. Chị Nhi. Còn chị Thí nữa, chị Thí bây giờ chắc ở nhà rồi nên không có vô đây thì không vậy. Wow, cam quá trời cam luôn. Để giấu lắm ở đây nè. Ở chưa ở không để dành ba cái mắc cỡ mình uống ha. Cháy máu luôn. Quên cái này. Cỡ đi suốt cái lâu. Chị Chính. Trời ơi, cái đó nè bé uống xài này nè. Đó, bây giờ đó. Uống quá tiếng mẹ cái. Đi rồi nào. Trời nay không có học một có học. Có học mà. Ủa sao đóng cửa ra hả? Ủa, quý thấy có học mà. Biết tôi nói không có học mà nó có học. Chị Tú Nhân này không có học, chị Nhân bệnh rồi, xin nghỉ rồi. Nó đưa nó lên, đưa nó lên. Chị biết đó, nghe bẻ mũi này chụm ngon nè. Ủa cái xài làm gì nó bị ngã gì chứ? Trời ơi, chị đốn. Chị đốn hả? Đâu biết chị. Bộ nó không có trái hay gì? Nó bự chảng luôn. Chị nẻ đó, chị đi học cái nẻ nó nẻ. Bà rảnh không? Tái quá, bà không hái gì bà không ấy? Giật gân luôn á. Tái hái, không hái cho nó ngã vậy luôn hả? Ủa, nó còn cao gì nãy giờ đi, đạp con ba. Ê, quý, coi nè. Coi nè. Ủa, đâu chị Chính xuống chắc rồi, chị Chính xuống chắc rồi. Ôi trời ơi, quýt này. Cái chùm sau lưng sai quạt cả. Đây các bạn, đó, mình vô chị Chính, chị Thí là hồi nào cũng có giày à. Chưa, mình chưa có khai trương nhà của bạn Tiền. Đó. Đang quay ầm ầm ổng la làng lên mấy bạn sách máy chạy hết ai ai ủa mình ra vườn chứ phải mình vô nhà Tiền trời ơi ủa thằng chậm liền được nè nó sẽ quay rồi đó, mỗi người mỗi công việc đó các bạn để bạn xem nè đó bốn người này sẽ chặt cái xài về chắc lấy máy cưa quá trời ơi cái này kiếm gì đó mà nó bắn mặt gà quý vậy vui thiệt nhờ vậy mà ở nhà chị tới nhà cửa sao lên đám thôi chết rồi, khách tới nhà về chết rồi chắc cái hồi tôi khóc không hang cắt đầu quay gom nước cho nó chảy sao nó ổng ỉnh mới vừa xong qua cái quay qua tôi quét cái nhà nữa nó thôi rồi đó, người phụ nữ đám đang của Nam lấy máy cưa gì thế Chính ơi, lấy máy cưa đi trời ơi, con dao để đó quay qua đi kiếm đá sao không. Bự bằng ai? Đâu? Con mối nè. Thông tin chưa? Phải không các bà? Con mối! Con mối! Cái gì? Nè. Phải con mối không? Mối thông tin quá. Để lại thành củi đi. Để lại thành củi chứ làm gì? Thì nó biết kìa, nó đâu không à. Thì đó vô đây trả vậy nè, để cho nó sắc nè. Rồi. Tay vậy Tiền. Lấy dao. Dạ mới lạ tè chị Chính. Mày má chơi đường hẻm nó cắn một cái nha. Nghĩ sao ta? Đi hàng thôi chứ đâu nữa.
Thôi người mẫu người ta đi khép. Vậy em đi anh đi cái kiểu như anh Hùng Hiên Ngang ha. Không có thổng tụng hàng. Người mẫu người ta đi khép, còn mình mẫu hậu nên mình đi khép. Thôi người mẫu người ta đi yểu điệu. Cái té cũng sụi nổi. Quý cao quý. Nó khô không chị? Nó tóm lại là em cao hết hôm nay được rồi đó, trong nhóm này đó. Ừ. Chị ơi, kiến này chị có nuôi không chị Chính? Không. Thôi nhảy đúng đất đó chị. Chưa? Chưa được. Hết kèo lên mình hái mình rớt xuống rồi bạn. Trời ơi. À, sao cũng được á tiền. À, mấy chỗ này đặt là cá nhóc luôn các bạn. Vậy không có gì. Đó, xa xa chị Chính đã chặt bông dừa. Chị Chính ở đây có ai đi mò không chị Chính? Hả? Ai đi mò tôm không? Hả? Ai ạ? À? Ai mò? Thế hả? Ừ. Nhiều lắm ạ. Nhà chị có ai mò không? Có, ảnh cũng đi mò. Ê, bữa nào đi mò kêu em vô ơi. Thì anh đi giờ nào anh điện cho em giờ đó anh vô. Ở ngoài đó cũng vậy đó. Anh đi mò bằng mấy ký không? Thì tới nước tới tiết chứ mấy ạ. Vừa rồi chị Chính ơi. Giống già không? Sao chị không đập vô cái ừ. Già không? Ha được chứ rồi, được rồi. Ôi già được quý ơi. Trời ơi. Đúng bùn vừa nước mà già hơn quý nữa. Dạ. Già dạ đóng ngốc luôn á. Thôi bữa nào mình đi đi. Em quý, còn hả? Xé chưa quý, xé chưa? Để nữa kiếm nào xé ơi. Còn tem. Bởi vậy nãy chị Chính giờ nãy giờ chị Chính cứ rủ ra bụi hoài. Chứ không có tháo tem được đâu nha. Ai, trễ. Tại vì rủ ra bụi hoài. Nãy giờ thấy ạch đuổi ngoài đó. Vô không được, ạch đuổi, ạch đuổi. Ừ. Vô không được, cái ạch đuổi hoài. Ạch đuổi. Trời ơi, trời ơi, giờ mình thử giống này á hả? Cây cây em của nội không à. Ừ. Trời ơi. Sao không qua cái cầu được trời. Nó chơi đường hẻm thiệt luôn á. Quá trời. Ê, lấy cái bao á, lấy cái bao cắt làm dây. Ừ, lấy cái bao á, cắt làm dây được á. Trời ơi, kiến này, nó chui vô trung tâm chỉnh hình, nó cắn không. Dao này nó không lục mà nó ấy quá. Nó nhỏ hay gì? Nó nhỏ hơn cái cây này. Dựng lên đi cho nó khô. Ở đây có ai chụm ga không ta, hay chụm biết không ta? Ga, đây chụm ga nhất. Ra mình ngoài cũng chụm củi chút đỉnh cống nước được không? Cái chụm ra trong cái này nè. Hấp còn cái xương cho nó cũng một luôn. Ủa sao đây củi nhóc xong chụm mà đi chụm thằng bếp ga chi tiền? Cho tiền hả? Rồi biến luôn. Này có trăng quên đèn ha. Có trăng quên đèn rõ ràng luôn. Có cức đá bô. Tối luôn. Nè nè. Tối luôn. Nè. Nè, hồi nó giờ cũng gì chưa ta? Ê, ba giờ Út ơi. Gì vậy? Ba lại đâu? Nè, vô Út dạ. Ơi. Ủa, làm gì vậy? Về nấu cơm. À. Tìm hồi về Ủi. Về chống lạnh rồi đây. Mấy đứa bay nè, ăn mì tôm, đỡ một bữa đi. Chết rồi đó, chị vậy đâu. Nói mà đưa cái đít vô vậy nè, nói xong rồi em chạy. Chứ đừng có đưa cái mặt vô, chạy không có kịp. Rồi, tiền quả đó vô uống ha. Uống mày ngọt không? Út, uống ơi, con uống, con về à. Nhi, Nhi uống mày ngọt Nhi. Ổng ngọt cũng chặt xuống rồi. Hả? Ổng ngọt cũng chặt xuống rồi. Nó kìa ngọt lắm. Thấy không? Mình tăng. Cái thằng nhẽ gì vậy? Ủa, con không im với mấy kiến này nữa ta. Chị Tú chặt bên đó đó, này con bẻ đó. Thôi. Vậy mày chê nó quý ra chặt cái cỏ nào nữa. Cho quý hồi đó nó chờ kìa. Thôi.
ngọt không? Uống được. Này uống hết đi. Uống càng ngọt. Uống hết được. Nó dùng một vòng chút xíu. Uống hết được mà hỏi là sao cả. Mẹ em cứ đi. Quá trận. Cái này vô tình vậy luôn á. Vậy là ngồi chị uống cái đỏ rồi. Còn tiếng nghe mặt này à. Mặt này sao? Tới tem 2 quá. Tem 1 rỡ rồi tới tem 2 á. Rồi chứ bế mặt không? Bà hai mặt rồi nữa là bế mặt. Trời ơi gió mát quá. Không, vừa chín vừa xiêm không mà. À, vậy thì bún nghe bọc bọc. Rồi làm hơi hết trái luôn. Được không? Người ta khai mạc, khai mạc chạy ra thấy chưa? Còn không, không. Được. Không, cũng ráng nha không? Cũng ráng nha chưa, cái kia tròn kẹo không chịu hết chưa? Thiệt à. Để thử hai trái, để biết hai vụ. Bà uống hai trái xong bà téo xỉu luôn á. Không có nước hả? Hay dừa khô? Không, cái dừa đó bị hủ rồi. Bị hủ là bị gì? Giờ này bị điếc hả? Nó bị nứt cái gáo ở trong hồi nhỏ á. Đây đó nữa đó. Phải thử hai cái chị. Đây có hư luôn á. Hay nữa. Không, cái đó không hư. Cái trái dừa xanh đó không hư á. Cái dừa xanh nó không hư á. Thử dao ơi. Kẻ dừa ăn tú. Ê, sao không kẻ về cho con sóc ăn? Thôi làm biết. Nè, cầm cái gì? Đó, thời xưa mình dùng lá chuối, bây giờ mình dùng dây bao. Trời ơi, nó nhảm nãy giờ mà quên vụ quý bà quay, bà có đăng đây không, nữa. Hồi nãy như nói chị có đâu có quay. Đó, đó. Sàm mà cố luôn á. Đâu gì mình đâu có nói gì mà tẹt đâu đúng không? Cái gì vậy anh Nhi? Bà ấy cái gì vậy? Con hơi đụng cái. Bà có ngứa không? Bà cả hoài. Ngứa gì má, cây nè nó vào đầy giò luôn nè. Từ nãy giờ có ai la ra mắt cửa đâm đâu cái ngồi. Ngồi ngồi cái đúng mắt cả, ngồi ngồi đúng mắt cả. Ngồi cái nó nghỉ lâu lắm rồi đó nha. Nói lại nghe. Đây. Ờ Út bị nó lấy đi hả? Nói lại nói lại nghe, ngắn nghe. Mẹ. Đây là qua. Qua này qua trinh nữ hả chị Thê Dính? Đó còn hay gọi là qua mắc cỡ các bạn. Đó mình đụng nó cái nó về nè. À. Cái tay mình dơ là do nãy mình chụp con ếch. Ếch bự lắm. Đó, đẹp không? Đó các bạn thấy nó ngủ chưa? Đó, gọi là nó mắc cỡ đó. Đó. Rung lại ngủ. Đó. Bữa nào mà em đi theo anh Chính đi mời nha. Đi câu chứ mời gì. Mò tôm. Thấy chưa? Tôi nói đi mò mà mấy này nghĩ bậy không à, cái ngồi cười. Mò kìa. Thì nãy chị Chính cho đi mò. Nãy chồng với Vinh mò nè, mời cho mò nó là cho mò luôn. Trời ơi. Trời ơi. Con tiện hào sản ghê. Một nữa mới được, không vậy. Không có chở được đâu.
không? Mà hỏi chị chín nãy chín cho mò, cho mò mình quý mình đi mò theo mò. Tiền bỏ luôn đi. Không được đâu chị chín. Chắc không được quá. Không vừa đâu, hai người nơi đi. Hai người đó như cầu chớ gãi. Không được, lên cầu hai đứa sao được. Ủa cầu này đi không được hai người hả? Cái cầu đó thấy nó cũng một một rồi đó. Cầu đó không được, về đi. Về đi. Trời ơi. Bỏ đó đi chính ơi, đó lại đi. Gì vậy? Nơi lại con khác. Sao lại hưng quá này chứ đi. Nè, em chèn quá chứ không đi qua được cái cầu đâu. Ủa chị chín cái này cái hôm của nhà chị hả? Ừ. Đây người ta nuôi tôm. Của chị chín. Ừ. Đỡ cái đít. Đỡ cái đít. Ủa chị tiền bên đây tầm tiền có ra hôm thì không? Thì đó. Có chứ, nữa hả mình bắt đó. Trời ơi nhà tiền kìa. Nhà bên này không có, bên này đặt tràn không à. Đi đi tại gì? Cặp tràn là tự nó vô không có lưới. Hai đứa này đâu có củi nó xấu. Sao đâu. Một quá. Tiền quá được không? Đây nè, đây nè, đây nè. Đây nè. Đây nè. Ăn gì nè? Ăn tôm hay ăn cá? Hỏi ăn tôm hay ăn cá chứ không phải ăn cơm. Nhắm tay. Thôi đỡ có củi đi. Quá. Có ra vừa không? Nhà có còn miếng gì không? Ừ. Nè các bạn coi cái cầu này nha. Đó cái cầu này mấy chị em mình đi. Mình dẫn các bạn qua coi cái cầu mà để cho gà đi chú chị chính. Đó. Cái cầu hồi nãy là chị chính dành cho mấy chị em mình đi, còn cái cầu này là bắt cho gà nó đi qua. Đó, đâu cho tụi mình đi. Đó. Trời ơi, tôi quýt nó chết, tôi kêu để hồi lột cho tôi. Nè. Bà quay qua ngồi bà lột tờ rồi. Đó. Quýt này rồi nhất nè, nhất không chị Chính? Tết này chắc cô quýt nhất nhiều chắc mấy chục, hàng trăm mấy chưa Chính? Tùy theo không? Quýt này hay quýt kia? Ủa gì sao ra mà chả nó bắn mắt quá chị? Nè. Ha 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 mẹ. Đây nè rồi gọt rồi nè các bạn. Còn không vậy? Chưa ăn. Nước lên nè Ủa kì vậy? Nước, nước nhiều á. Ngập hả? Nước đặc rồi đó, cái cây nó nước nước nhiều nó lại. Bây giờ đây là mần cỏ luôn hả? Ngọt. Ghê luôn chị Chính à. Gừng bằng quýt nhà em à. Vừa gừng bằng cây quýt nhà em à. Gừng mà hai trái quýt nhà nó. Thôi. Uống nước ngoài rồi. Được, tức dao đi. Chị Chính em thấy người ta chặt xong ta bỏ vô gốc quá chị Chính. Chính sẽ dẫn vô nhà nha. Trời ơi, ủa. Hay quá. Mình đi từ nhà sau lên nhà trước luôn các bạn. Cái nhà có hàng rào vậy mà bưởi mọc ra tới ngoài kia. Mọc lên nè. Nè, mình cho các bạn coi nè. Bưởi á, mình có rào trong nhà, nó không mọc. Coi nè, nó mọc á. Nó mọc ngoài cổng rào. Đó, nó mọc ở ngoài cổng rào chứ nó không mọc ở trong nhà. Đó, vậy nè. Thì chính đây cái này mình ăn đâu có được chứ chính, mình tan à. Đúng không? Thôi chứ đây cũng đâu có bữa có thằng đó. Đừng có đốt gì này em thấy trong đâu. Đâu ở đâu? Kia động ơi. Khó được coi. Trời ơi em ăn quýt em ăn nãy giờ ngoài rồi chị Chính. Mấy kia. Thôi được rồi.
Rồi được rồi. Có nước không? Chế nước chưa? Này có nước không? Gì chế là để về uống luôn. Người đó, dẫn đi. Ờ, dẫn về uống luôn. Đâu, các bạn mưa ở đây mà. Ở đây là nước mưa với nước nấu ăn là chung á các bạn. Mưa. Mình chỉ chơi y như Tây vậy đó. Xài vậy gì đó cũng dùng nước mưa. Trả mấy ngàn lít chị? Bên là bên sân thượng á. Thì hết rồi sao bơm xong thầy hả? Hả? Ủa mà ở nhà chị xài đâu làm gì hết? Trời ơi! Chế gì nước chứ hả? Đâu nghe lời nè. Mình uống nước mà. Ừ. Vô nhà của chị chính là ăn ngập mặt luôn đó. Cam rất bị lạ. Chào các bạn nha. Giờ mình ra xong mình vô mũi. Chào mình đi về.